một hai ba vượt năm sáu về anh về miền Tây đường quê nghe tiếng ai hò nên sáu về tao chỉ về. Xin chào tất cả các bạn nhá, chào mừng toàn thể có quay trở lại kênh Đặng Tí Nano ngày hôm nay. Và đặc biệt ngày hôm nay em Đặng Tí Nano vừa cập bến các bác những chiếc vang cơ lai số bản mới nhất của LS Aquatic hàng thương hiệu Mỹ nhá, model là K900 Pro, một chiếc vang kẹp nọc xì luôn. Anh em vừa thấy đèn Equaliver nó vẩy quá đẹp luôn, một chiếc vang kẹp nọc xì bản mới nhất cực kỳ đẹp. Thì em vừa cập bến các bác đây, hàng chính hãng. Thì thương hiệu LS Aquatic các bác biết rồi, bên đã bán quá nhiều đúng dòng vang thương hiệu LS Aquatic rồi, hàng cao cấp. Thì trước khi vào video, bác ủng hộ cho em Đặng Tí Nano like nhé, bác nào chưa like ủng hộ cho một like nào và đăng ký kênh cho em. Rồi và em sẽ giới thiệu anh em một chiếc vang kẹp nọc xì này. Và con này có đầy đủ cổng qua một tút này, có điều khiển xa. Và đặc biệt nó đã kèm một chiếc lọc xì bên sau, nên nó lọc tiếng nhạc từ mic rất là hay luôn. Nếu mà đã dùng với những phiên bản cũ của mặt vang kẹp lọc xì giờ trước ấy, nó đã hay rồi. Và bản mới này còn hay rất nhiều. Và đặc biệt cái thiết kế nó rất là đẹp, một màn hình số và nó rất dễ chỉnh nhá. Hàng chính hãng của LS Aquatic bảo hành 1 năm. Đây đằng sau của chiếc vang đây, con này sẽ bao gồm đầy đủ cổng qua bộ tút này, hai đường nhạc vào, giao hoa sen, và nó có 6 đường out ra như vang số luôn, ML, MR hai ra chính này, hai đường surround, đường center, đường sub. Và đối với dòng vang này hỗ trợ cả mic calo, mic đằng sau, rất là tiện, bạn thấy chưa, rất là tiện đúng không ạ? Và đằng trước của chiếc vang này có thể thấy rất là đẹp, phải nói thiết kế nó rất là đẹp và quan trọng nó rất là hay, và khả năng chống ú của này rất là tốt nhá. Đầu tiên là tao nhỏ của nhạc này, của mic này, của echo vang nhại, đây bác bật tắt chống ú đây. Và có thể nhìn thấy một cái dàn equalizer, nó là dàn nọc luôn. Đấy, và nó kèm nọc xì sẵn luôn. Chỉnh bass chung một chắc của nhạc này, bass chung một chắc của mic, và đây phần echo. Đấy, echo kép cái cỏ xì vật luôn. Nên là tất cả đối với bản van này, tại sao nó quá là rất là hay và nó rất dễ chỉnh. Ai có thể chỉnh con này được. Đấy, không nhìn như vang số thì quá đấy. Đến 95% có không biết chỉnh vang số, nhưng riêng cái dòng van này thì bác nào có thể chỉnh được, nó rất đơn giản. Rồi bây giờ sẽ alo thử bác nghe cái tiếng mic của chiếc vang LS Aquatic hàng cao cấp này, chính hãng này, và cũng sẽ báo giá chiên quá luôn. Em sẽ báo giá quá luôn nhá. Đó là muốn sử dụng một chiếc vang kèn lọc xì đến hiệu của Mỹ này nhá. 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8 9 7 0 1 2 3 4 5 6 7 6 7 8 9 7 0 1 2. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa 6 7. Echo nó quá ngọt và đặc biệt nó kèm nọc xì bên trong cái tiếng nhạc, cái mic có thể nghe nó rất là mượt. 5 6 7 8 9 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 quá là ngọt với một chiếc vang cơ lai số kèm nọc xì. Tiếng nhạc đây, bác nghe qua tiếng nhạc này cho anh em xem tiếng nhạc nhá. Qua con vang này rất là hay luôn. Đấy, vừa nghe từ mic vừa nghe qua tiếng nhạc này, rất là hay luôn. Nó kèm nọc xì bên trong, tiếng rất là hay luôn. Và chiếc vang rất đẹp nhá. Quá hay đấy các bác. Ngày hôm nay em xin báo giá luôn, giá cực kỳ tốt cho bác nào nhanh tay, bác nào muốn sử chiếc vang kèn lọc xì cao cấp hàng chính hãng LS Aquatic này. Bác nào chốt bác nào nhắn tin ngay cho em, chốt vang K900. Model là K900 này, chốt vang K900, nhắn tin qua cho em giá 1.750.000 một chiếc vang cơ lai số kèn lọc xì này. Chốt vang K900 cho em. 1.750.000 một con vang chính hãng này bảo hành 1 năm. Và khi mua hàng bên em sẽ được nhận hàng, kiểm tra thanh toán không phải đặt cọc. Thực sự nó quá đẹp và nó quá hay với tầm giá nhá. 1.750.000. Bắt đầu chốt vui lại, nhắn tin qua số lại đây 0916 957 808, chốt vang K900. Cứ nhắn tin qua số lại cái chốt vang K900 là có những chiếc đơn nhá, 1.750.000. 1.750.000 thôi, em bao ship được nơi quá. Một chiếc vàng nó quá đẹp. Quá nhìn thấy này, nó quá là chất. Từ tiếng mic đến tiếng nhạc và chống ú rất là tốt nhá, dễ chỉnh, cẩu qua bố tôi đầy đủ. Ok chưa, bắt đầu chốt vui lại, nhắn tin ngay cho em nhá. Có cái nhắn tin theo qua số thoại với cú pháp là chốt vang K900 là có nhân viên chốt đơn nhá. 1.750.000 một chiếc vang này thôi. Giá cực kỳ tốt bác rồi. Quá đẹp và quá hay nhá. Chốt vang K900 cho em.
Rồi, và bạn nào nhu cầu hãy liên hệ ngay qua số điện thoại em 0916 957 08 nhá. Bạn nào chốt hãy liên hệ ngay cho em. Và xin chào các bác nhá. Chốt vàng K900 cho em. Chào tất cả các bác.